đang trong tựa game King Legacy nhé bạn. Rồi thì lần này là gì, các bạn đọc cái phần tiêu đề là các bạn biết rồi. Trời ơi là trời, cuối cùng các bạn ơi, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng King Legacy đã tung ra các bạn trailer mới trong phần update 4 rồi nha các bạn. Đấy, cực kỳ hay luôn nhé bạn. Rồi thì đây là một clip phải gọi là phân tích nha các bạn, là mình sẽ dần dần các bạn, từng đoạn đó mình cùng phân tích với các bạn xem coi đây là giống như là trái quỷ gì thức tỉnh nè, đảo mới gì nè, kiếm mới gì nè, đúng không? Đấy, nên các bạn nào muốn coi full ấy, thì mình sẽ để link bên dưới, có gì các bạn sẽ xem full clip ở đó ha, xong quay về đây xem mình phân tích cũng được ha. Rồi thì trời ơi, sau bao nhiêu năm chờ đợi bạn ơi, cái bản trailer lần này phải gọi là cực kỳ khủng luôn nha bạn. Đấy, bản trailer lần này rất là khủng luôn, thì mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, tại mình đã xem rồi mà bạn, nên mình mới nói vậy được chứ. Rồi nha, đây là clip trailer của admin nha bạn, đây nha, bạn thấy nha. Đây, của nhân vật Beck nè. Đấy, của admin đúng không ta? Đây là admin hay sao ấy? Đó, thấy không? Đây, admin nè. Đưa tung ra mấy cái bản update lần trước luôn các bạn thấy nha. Đấy, ôi, cỡ 6 tháng trước các bạn. Bản update 3.5 nè, là 6 tháng trước rồi. Ôi, 6 tháng các bạn ơi, gần nửa năm. Ôi, nửa năm trời mới update. Trời ơi, lâu thật sự luôn. Đây, bạn thấy nha, đó. Mới vừa mình thấy hai cái cục gì đây là như là đảo. Ồ, đảo mới nha bạn, đây là làm lại. Chứ bây mới nha bạn, đây là C1, đảo C1 làm lại. Đó bạn thấy nha, đó, boss cũng làm lại luôn nè. Ở C1 nha, Chopper bây giờ có mắt mũi đẹp hơn rồi nè. Đây, còn đây là boss người cá để các bạn đánh để lấy cái map để qua C2 ấy. Đây, đây nha bạn, Wano nè. Wano bây giờ là có cái cổng, ui. Bây giờ là có cái cầu chứ lộn, có cái cầu đó thấy không? Có một cái cầu bắt ngang qua, ở dưới đây là sông á, mình nghĩ là vậy, đó thấy không nè. Thì ở đây chắc Mỹ Admin sẽ sửa là thêm một cái cầu bắc ngang qua. Đó, nhìn sẽ đẹp hơn các bạn. Đó, Wano. Thấy chưa? Và có thêm mấy cái lồng đèn đây nữa bạn. Thấy, lồng đèn chiếu đây. Wow, rất là đẹp ha. Đây, đây là đảo mới nha các bạn. Đây, các bạn nhìn nhầm có cái đầu lâu này là các bạn sẽ lầm tưởng tới Onigashima nha các bạn. Nhưng mà không phải nha các bạn. Đây là cái đảo mà mình, theo mình tìm hiểu được á, đây là cái đảo hải tặc của râu đen nha bạn. Râu đen đã chiếm được nha bạn. Đấy, râu đen hiện tại ở Wano ấy, thì các bạn xem nào, xem ở khúc Wano mà trước đó thì các bạn sẽ nhớ là admin lúc mà tác giả và admin nhầm, cứ chơi game riết nhầm admin rồi ơi. Tác giả Oda để chuyển cảnh đen quấn ở Wano, nhưng mà chuyển cảnh qua râu đen á, các bạn có thể nhớ không? Đó, lúc đó là các bạn mới biết là cái nhân vật gì Suryu ấy ta, mình không nhớ cái nhân vật gì trong trại giám bạn, lúc đó là có trái tàng hình ấy. Đó, đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm là vậy nha bạn. Còn nếu mình nhớ nhầm thì có gì các bạn thông cảm nha. Nhưng mình chắc chắn bạn, đây không phải là đảo Onigashima đâu. Đây là một cái đảo gì đó của râu đen đã chiếm được các bạn. Đấy, mình nhớ không lầm là vậy. Rồi, còn đảo này đảo gì chắc mình không biết các bạn ơi. Nhìn lạ lạ quá. Có mấy cái súng này mình nghĩ chắc của hải quân các bạn. Tại hải quân hay là có mấy cái súng hải tặc lắm bạn ơi, để chống hải tặc á. Đó, mấy cái pháo. Đây, ôi, Pika và Lai các bạn thấy chưa? Đó, admin vừa show cho bạn thấy luôn là Pika. Pika và trái Yami, Pika và Lai. Sao nói nhầm nhiều quá ta. Pika và Yami sẽ là hai trái thức tỉnh tiếp theo trong bản update lần này nha bạn. Còn tiếp theo đó chính là boss làm lại nữa bạn. Như mình nói đầu clip á, đây là boss làm lại ở bên C1 nha. Đó, thấy chưa nè, làm lại C1. Đó. Ủa, hình như có 3 con hay sao bạn? Đấy, có 3 con à. Là Chopper nè, rồi cái nhân vật gì Donkri đúng không ta? Donkri với lại Chopper với lại cái nhân vật đảo người cá đó bạn. Đó, là làm lại ba nhân vật này thôi. Đấy, chắc là mạnh đó bạn. Còn đây Seekin Si nè. Wow, cậu BB không bạn ơi. Seekin Si bây giờ là chắc là BB nè, đỏ bên này đó. Bữa thật sự. Đó, Sabino cắn với lại ông Alo nè. Rồi BB các bạn thấy không, BB nha. Đó, admin thêm phần BB vô luôn. Đó, Yami với đắt. Ôi, chắc mình nghĩ admin chỉnh điều chỉnh lại BB cho dễ hơn các bạn, nhà hay hơn á. Chắc mình đoán là vậy. Chứ hiện tại trong kiên BB thì dễ toan lắm bạn. Đấy, BB rất là dễ toan luôn. Tại lướt cũng không có mượt các bạn, với lại không có stamina. Với lại một chiêu mà đụng vô người là gần là nửa cây các bạn. Đó, cứ một chiêu đụng vô người là nửa cây à, nên cứ vài hit là toan một người à, nên khó BB lắm thật sự. Không phải khó đây không phải là BB khó nhưng mà là gọi là sao ta, gọi là quá dễ các bạn. Đó, BB quá dễ nên đâm ra là có thể là lừa săn bô tí các bạn, với lại chán các bạn. Đó là vậy. Xong bounty trong này một cái á, như mình nói đó là săn xong một người thì các bạn cực kỳ ít bounty luôn. Bounty các bạn lên được có chút xíu à. Đấy,
có chút xíu bounty mà các bạn quánh có vài phát là nửa cây à. Ví dụ như mình nghĩ mình ví dụ cho bạn là cái cây kiếm của Odin đi ha. Đó, thanh kiếm của Odin đây nè. Đó, các bạn lao vào, các bạn đụng vô một chiêu từ đây bạn thấy nha nè, chiêu rẹt rẹt nè mày. Đó, các bạn vô, các bạn rẹt phát là vừa bay hết tất cả kem với lại một phát là gần nửa cây các bạn luôn đấy. Chiêu mất máu đúng lẹ luôn, không có thể gọi là lực kèo hay là lương né chiêu như là bên block được các bạn. Đó là vậy, nên mình nghĩ là admin điều chỉnh lại thì có thể hay hơn đó. Đó, nên mình nghĩ admin có thể điều chỉnh lại làm cho game BB hay hơn. Chứ mình nói là King, mình không phải là chơi nha các bạn, mình đang là góp ý nha. Đó, thì bên tự em King này á, thì đồ họa đẹp nè, game hay nè, gameplay hay nè. Nói chung là cũng nhiều thứ hay lắm bạn. Chỉ có một cái là BB thì không có hay thôi, thực sự luôn. Tại BB trong King thì như mình nói đó, bounty quá ít, với lại chiêu thì một phát là cứ nửa cây máu bạn. Chứ hai chiêu là tay một người thì BB vậy là không có vui, đó là vậy. Rồi, đây nha bạn, cái phần hay nhất mình muốn nói cho bạn là New Ribot nè bạn. Đây bạn thấy nha, từ cái đó tính sao. Đây là item mới rớt nè bạn. Ủa, các bạn để ý cái cây kiếm ở này đi. Đây là Sword nha bạn, ba cây Sword. Đó, các bạn nhìn cái cây này nè, cái cây này giống như cái cây của pháp sư nha bạn. Cây này giống như cây trượng á, trượng hộ pháp sư ha. Nhìn thì hơi giống cái cây của Megumin đó bạn. Đấy, Eplosion nổ á, hơi giống của Megumin ha. Còn cái cây đằng sau này nhìn giống cây rìu ha. Cây rìu hay sao ấy, có con mắt nè bạn, con mắt màu tím nè. Đó, giống cây rìu, còn cái cây này mình không thấy luôn. Cái cây này không có gì nhiều, không có gì đặc biệt nhiều. Đây nha bạn, đây. Epic Monster nè, đó. Du biển mới nha bạn, cái này không phải gọi du biển nữa mà là mình cũng biết gọi là phải du biển hay không nữa bạn. Đây các bạn nhìn nha. Đó, Hydra các bạn nhìn nha. Đó, đây là mấy cái đảo mà để ra boss Hydra nha các bạn. Bạn nhìn nha. Đây đầu tiên, đảo lửa nè, đảo nước nè, và đây là đảo Lightning. Đó, đây Hydra, Iron. Đó, ai chưa bay chưa? Đó là những đảo mà của con boss Hydra các bạn. Boss rồng ba đầu ấy. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồng ba đầu các bạn không? Đứng dưới nước kìa, nhìn giống khác gì du biển đâu, nên mình tạm thời là nói là du biển ha. Đó, thấy chưa nè, đứng dưới nước nè. Không có khác gì du biển lắm ha. Nhưng mà các bạn nhìn trước, ôi nhìn mặt các bạn. Ôi, đẹp ha. Đó, thấy chưa? Boss mới, mình mong chờ nhất là boss này nữa bạn. Mình thích mấy, nói chung là mình thích loại mà mấy loại quái vật bự các bạn. Đó, nên cứ ra mắt mấy loại quái vật bự là mình thích lắm. Bây giờ đây, đó, đây là đảo nước nha bạn, đây là đảo nước nè. Tại vì tại sao mình nói là ba đảo đó là đảo của Hydra thì các bạn xem đi nè. Đây ba đầu nha bạn, mỗi đầu là mỗi con khác nhau luôn. Đây là đảo nước nè. Đó, đảo nước cũng ra Hydra, đảo lửa cũng ra Hydra và đảo Ôi, vậy là khi mà còn nửa cây máu hay sao bạn? Đây là dạng thứ hai đó bạn, đây là giống như là cái dạng thứ hai á. Ôi. Mình nói nhầm, đây là dạng thứ hai đúng không? Ôi, phải thực sự phải không? Này giống dạng là dạng thứ hai để xong rồi boss biến hình lên đó bạn, là đi lên bờ luôn. Phải các bạn không? Cái này giống như là cái tiến hóa dạng thứ hai các bạn, là boss sẽ đi lên bờ luôn, không có chân luôn nè. Ôi, bước lên bờ quánh luôn. Quá xịn vậy. À. Ôi vẫn đầy máu các bạn. À vậy là ôi vậy không lẽ 10 triệu máu hả ta? Các bạn để ý, lúc đầu hình như là cũng 5 triệu máu, sau khi các bạn tiêu diệt xong á, tiêu diệt hết máu đúng không, là boss sẽ bước chân lên bờ. Đó, boss sẽ bước chân lên bờ và đầy máu lại và quánh tiếp ấy. Mình đoán là vậy, không nhầm là vậy. Đó, đây là đảo nước nha bạn, đó, đây là đảo nước. Đó, đảo nước mà lúc đầu mình ghi ấy. Ôi, xịn phết nha. Đó, thấy không, đó, bước chân lên bờ quánh. Ôi, đã. Tuyệt vời các bạn ơi. Đã, ôi cái gì cái gì mà chặt đầu nó vậy? Cái gì ghê ơi các bạn nè. Cắt đầu luôn phải. Phải ghê không, lẽ ba đầu là phải lấy hết ba cái đầu ta? Giống phim thần thoại Hy Lạp Hercules đó bạn. Headwind á. Ôi sao nhìn kinh dị. Ảo thiệt đó chứ. Các nhìn nè. Từ từ, mình nhớ hình như là có đảo khác nữa chứ không phải riêng gì cái đảo nước này đâu nhờ. Đây ba đảo mới này nó đó vậy nè. Đây là cái đảo Lightning là admin ghi lúc đầu rồi đúng không? Đó, hai đều ra cũng ra. À lúc đầu có 3:30 nha các bạn ơi. Không phải 5M, mình nhìn nhầm nha. Vậy lúc đầu là chỉ có 3:30 thôi. Xong rồi qua giai đoạn 2 á, là sẽ có Hydra 2, phải không? Hydra 2 là mã. Hay là mã đằng sau là sẽ bước chân lên bờ và đánh. Đó, phải không? Nên mình mới nói là đây là mấy cái đảo của Hydra. Chứ nếu mà cái đảo bình thường giống như du biển đó, phải không? Nếu các bạn nhìn góc này nè, thì có khác gì là cái đảo du biển đó đúng không? Là mình nếu mà như vậy á, thì mình sẽ đoán là giống như du biển á, sẽ có tỷ lệ
Giống như là con boss này đây, giống như là tựa game bên Last đó, sẽ có tỷ lệ ra con boss nha mày. Treo ấy sẽ có tỷ lệ ra con boss, phần trăm ra con boss. Ví dụ như là cái đảo này đi là có 30% là ra con boss này đó, còn còn 70% còn lại là ra du biển đó. Thì mình nói mà làm vậy, nhưng mà không phải các bạn, admin nó ra mấy cái đảo mới luôn rồi. Nào mấy cái đảo đó là đảo để đánh con boss Hydra này nè. Đấy các bạn thấy chưa? Hả? Đấy thì nói chung là có nhiều giả thuyết mà bạn, mình chỉ đưa ra giả thuyết thôi, mình chưa chắc gì đúng nha bạn. Chỉ có muốn đúng là chỉ có đợi admin ra update thì mình mới có thể biết được nha bạn. Thì hôm nay nói chung như mình nói lúc đầu á, thì mình đang là phân tích thôi nha các bạn, chứ mình không có ý gì ha, phân tích và góp ý thôi. Thì các bạn nào muốn có ý kiến gì các bạn cũng comment bên dưới cho mình biết ha các bạn, để có gì mình cùng nhau tìm hiểu về game các bạn. Đây còn đây là haki mới các bạn của admin tu nhanh vậy. Đây các bạn nha, cái phần haki nào bên tu nhanh quá. Đây đây là phần haki mới nha các bạn, đó các bạn nha nè, đó bạn thấy đẹp không, hiệu ứng đúng đẹp luôn, và 8 sword mới luôn. Chuyện nhây, ô cái này cái của Brook đúng không? Ô, ô lắc lết vương 2 các bạn. Ô chết string. Ô nhìn quạt kìa, trời ơi lấy dây quốc kìa. Bạn nhìn lấy dây quốc này đó, trái tơ làm lại nè. Trời ơi cầm dây quốc kìa, đam kìa. Đam nhảy liên tục luôn các bạn đi nè. Sợ chinh có mấy cái chấm gì trên này nữa mà thấy chưa? Có mấy cái chấm gì tích trên này hay cái gì vậy? Thấy không? Đó. Ô cầm dây gầm rõ quốc. Ôi. Đã thực sự luôn các bạn. Rồi kết thúc rồi nha các bạn. Đó. Đó là những gì mà bài update update 4 nha bạn, update 4 của tựa game King Legacy Admin ra mắt phần trailer cho bạn xem nha. Cực kỳ hay luôn các bạn ơi. Rồi. Thì mình đã cho các bạn thấy được 7 trailer mới của Admin ha. Bây giờ thì điều các bạn cần làm là gì? Các bạn tranh thủ tích game cho mình nha các bạn. Tích game nhiều nhất có thể luôn. Tại bài update này mình nghĩ là chắc tốn game nhiều lắm á. Nhưng mà mình nghĩ là chắc Admin ra phần Riot mới các bạn, với lại boss Hydra á, là mình nghĩ là phần game ấy admin đã cho thêm nhiều hơn rồi đó. Chứ thật sự như mình nói chứ, tựa game này cho ít game quá các bạn. Trừ khi các bạn treo vô biển đánh đúng không, còn lại thì các bạn đi ride thì cực kỳ ít game luôn, thật sự luôn. Đi ride lâu mà ít game nữa, có đánh vô biển á thì may ra nhiều thôi các bạn, thật sự luôn á. Đấy nên kiếm game thì hiện tại là cũng khá là khó á. Nên mình nghĩ admin ra thêm mấy cái ride mode mới hay là Hydra là cho nhiều game hơn, cho các bạn dễ thức tịch chát quỷ hơn á, là vậy á. Thì mình đoán là vậy thôi nha, chứ mình chưa chắc nha các bạn. Rồi còn muốn chắc hay không thì cứ đợi admin các bạn update này ra thì mình mới biết được nhớ bạn, update 4 nhé các bạn. Rồi thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn thấy hay cho mình xin một like subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Bây giờ thì bye bye.